Ngày 29 tháng 5, phát biểu với các phóng viên, Tổng cục trưởng Cục An ninh Đài Loan Thái Minh Ngạn cho rằng, mục đích của cuộc tập trận do quân đội Trung Quốc tiến hành xung quanh hòn đảo này từ ngày 23 đến 24 tháng 5 không phải là gây chiến, theo Reuters. Cuộc tập trận này diễn ra sau lễ nhậm chức hôm 20 tháng 5 của tân lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Mục đích của cuộc tập trận đó là đe dọa, ông Thái nhận định. Ông Thái còn cho rằng, cuộc tập trận mới nhằm cho công chúng trong và ngoài nước thấy rằng Bắc Kinh có quyền kiểm soát tuyệt đối tình hình ở eo biển Đài Loan. Tân Hoa Xã ngày 23 tháng 5 dẫn lời phát ngôn viên chiến khu Đông Bộ Lý Hy nhấn mạnh, cuộc tập trận kéo dài đến ngày 24 tháng 5 là phản ứng trừng phạt mạnh đối với các hành động ly khai ở Đài Loan và là lời cảnh báo nghiêm khắc trước sự can thiệp và khiêu khích của các thế lực bên ngoài. Phát biểu tại Bắc Kinh vào ngày 29 tháng 5, phát ngôn viên Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Châu Phụng Liên nói rằng, cuộc tập trận nói trên là hành động chính đáng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Bà Châu nhấn mạnh, khi các hành động khiêu khích đòi độc lập của Đài Loan tiếp tục, những hành động của quân giải phóng nhân dân nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ vẫn tiếp diễn. Tân lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cùng ngày nói với phái đoàn nghị sĩ Mỹ đang viếng thăm rằng Đài Loan sẽ hợp tác với Mỹ để chống lại chủ nghĩa bành trướng độc tài và kêu gọi Washington tiếp tục hỗ trợ hòn đảo này. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mỹ Tammy Duckworth, một cựu binh và là trưởng phái đoàn, nói với ông Lại, ông có thể tin tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn có mặt vì Đài Loan. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.